chắc là 10 trận cho các anh em, để đợi các anh em đông vào nhá, rồi mình sẽ tổ chức. Thực ra là cũng hứa với các anh em là tổ chức một cái custom lâu lâu rồi, nhưng mà bây giờ mới có thời gian thật sự với các anh em, là cuối năm là mình bận quá. Đến bây giờ mình mới có thời gian là mình chơi, mình ngồi livestream được. Chào các anh em nhé, chào cảm ơn Thảo Ơ Cao, chào Đức Minh Bùi. Chào Đạt Nguyễn. Mới comeback lại thôi, anh em ủng hộ mình thì anh em nhớ like nhá. Nhớ like. Nhớ like giúp mình. Để mình có thể là comeback lại bằng cái việc là đẩy kênh của mình lên có nhiều tương tác hơn. Mà chém gió quên rồi, quên ghép rồi. Mày quá kịp. Bữa thấy anh chơi với Zé quen top 8, anh chơi với ai anh cũng dễ được top 8 lắm em ạ. Không phải là chỉ riêng với cả Zé quen mà ai anh cũng thế thôi. Gặp ai anh cũng sẽ top 8. Trừ khi là các bạn tha cho anh, các bạn nhường anh. Đấy. Vào đây là phải chat câu ví dụ như là nhường mình nhé. Kiểu kiểu như vậy. Không hiểu sao cái chữ này lại bị ban nhỉ? Nhường mình nhé, có cái gì đâu mà bị ban nhỉ? Lạ thật. Bị ban rất lâu rồi đây anh em ạ. Rất lâu. Từ hồi tháng mình nhớ từ hồi có cái giải của Auto Chat Affect Rival là nó phải tầm khoảng tháng 10. À không không không, không phải tháng 10 mà là tháng 8 năm ngoái. Cho đến bây giờ mình mới được gọi là mở ban ra. Cái đợt trước là có livestream cái giải Affect Rival, nếu mà anh em chưa biết thì xin gọi là chia sẻ với các anh em một chút, là đợt trước mình có livestream và mình có bị cái giải đấy là họ ban đó. Vì là mình livestream là mình vi phạm bản quyền. Có điều là cái đợt đấy thì là cũng là bị tai nạn thôi. Vì mình có xin phép đồng hoàng nhưng mà họ vẫn ban. Chơi Goblin à? Xin phép, không những xin phép mà còn được gọi là bình luận ở trên kênh của họ. Nhưng mà khi mà họ không thuê mình bình luận nữa ấy, ở trên kênh của họ ấy, thì mình có về và mình bình luận trên kênh của mình. Và sau đó thì họ không đồng ý. Họ bảo là tao không đồng ý cho mày vì tao đã có cái kênh bình luận riêng của tao rồi. Thế nên là đấy, đâm ra là mình ban. Mua ốc, mua ốc làm gì thế? Tại sao lại mua ốc nhỉ? Burning burst fire. Trần Quân Ngạn, I love you Trịch Trịch. Cảm ơn bạn. Chưa biết chơi gì anh em ạ.
Look out, world. Fight first, nap later. Wow, hello Tuấn Khỉ, ai nhở? Quyền Lý. Quyền Lý là ai nhở? Cái biệt danh Tuấn Khỉ là có từ rất lâu rồi. Đấy là biệt danh của mình từ hồi cấp cấp 3. Từ hồi cấp 3 cơ. The universe is made up of protons, neutrons, electrons and morons. Ồ. Ra con này sớm à? There's an want the secret to creating gold. The sell button is up on the right. Ôi ra đủ bộ thiếu. Không chơi Goblin đâu. Mình không thích chơi Goblin anh em ạ. Anh em nghe được cái tiếng trong game nó có bị bé không? Để mình cho to lên. Mình thì mình nghe thì thấy mình nghe thì thấy hơi bé. Đấy, còn anh em thấy nó đủ rồi thì là thôi. Vẫn ăn được cái lượt này cơ. Ông chơi Hunter. Từ từ đã. Mười tám bán hai đi cho tròn. Bán con này đi vừa tròn, mình sẽ có 20 tiền. Mic hơi to hả? Mic hơi to đi, thế cho tiếng game to lên anh em nhé. Mình sẽ cho cái nhạc game cho to lên để cho nó cân bằng với cả cái tiếng của mình ở trong game, trong cái livestream ở OBS ý, giảm mic đi thì nghe nó sẽ rất là sida. Có bộ rồng rồi nào. We'll win the fight by dragon fire. Ba con này đủ bộ rồng, tuy nhiên là bây giờ cho vào ấy, thay ba con này ra thì hơi yếu. 1 2 3 từ từ đã. Lát nữa mình sẽ thay bộ rồng vào, mình sẽ có thêm mết nữa, có thêm cái bộ mết. Ui, chết rồi. Mất Queen Chic. Lấy mình có mua cái con súng thì mình cũng sẽ có cái bộ Hunter. Tuy nhiên là cái bộ Hunter ấy, khi mà không ra cái con rồng Undead sớm thì nó rất yếu. Kết hợp với trừ giáp thì nó mạnh hơn. Lượt nữa. À, tiếng game lại bị to anh em. Ok. The universe is made up of protons, neutrons, electrons and morons. Như này được chưa anh em? Được chưa nhỉ? Anh em thấy được chưa nhỉ?
Disruptor. Hai con này ra sớm. Thôi từ từ đã, chưa mua vội. Chưa mua vội. I cut down trees and foes, and I'm all out of trees. Mua to tiền lắm. Chào Doraemon nhé, Doraemon. Lồng nhạc thì là mình phải chơi xong thì mình mới lồng nhạc được anh em ạ. Còn bây giờ thì là mình đang chơi trực tiếp, live stream trực tiếp anh em nhé. Lồng nhạc thì nó không hay đâu, nó sẽ rất là mất tập trung. Rattlebots, transform and roll out. Một trăm sáu mươi sáu nghìn anh em đang xem thì cho mình một like nhá, cảm ơn anh em rất nhiều. Mình comeback trở lại lần này thì rất là mong có được cái sự ủng hộ các anh em để mình có thể là hàng ngày mình live stream, mình live stream có động lực live stream hàng ngày cho các anh em xem được đấy. Còn hôm nay thì mở màn bằng một trận chơi vui vẻ để đợi các anh em vào thôi, rồi các anh em vào thì mình mở một cái custom cho các anh em chơi nhá, có giải thưởng. Con này vứt đi, không chơi Hunter được, đợi mãi cái con rồng trừ giáp không ra thì là mình quyết định là mình bán luôn con được râu đi, không để lâu. Vừa mới nói xong thì ra con này. Bây giờ vào thì thay cho con nào? Chả thay được con nào cả, tí nữa thay. Cảm ơn Thanh Sita. Người anh em mới chơi thì anh em cứ vào xem mình thường xuyên thôi thì anh em sẽ chơi hay luôn. Một thời gian là anh em sẽ chơi hay hơn mình. Và giống như một số các anh em ở đây đang xem mình thì rồi dần dần là anh em sẽ có thể là vào và gặt giò mình, sau đó thì chụp các cái ảnh mà mình top 8 lên khoe với các anh em trên các diễn đàn cũng như trên kênh của mình cũng như ở trong hội siêu cấp vô địch. Và mỗi lần là khoe như thế là các anh em là rất là sướng, vào like là coi như là nhiệt tình luôn. Rất là nhiều team thả vào những cái post kiểu dạng như là vừa mới gặt giò là Tuấn Cơm, cho Tuấn Cơm là top 8. Nghe giọng anh bị nhiễm corona. À đấy, cái đấy corona thì lại là làm một cái câu chuyện khác, và sắp tới là mình sẽ có một cái clip là mình nói về cái vấn đề đó nhá anh em nhá. Hiện tại đây thì là mình chơi bằng hai cái ơ cao. Mình có hai cái ơ cao, một cái ơ cao thì nó ở cái rank, mức rank thấp hơn. Một cái ơ cao thì nói thật với anh em là nó cần phải có một cái sự tập trung rất là cao độ. Bây giờ nó đang sát king 2 rồi. Đang gọi là leo top rank rồi đấy. Và một cái ơ cao khác thì bây giờ nó đang rook 3. Rook 3. Vẫn chưa biết chơi gì, bây giờ ra bom phát là lại quay lại goblin luôn. Không nói nhiều. Còn bây giờ đang con đường chơi mết bởi vì nhìn ma lăng các thứ đang nhiều. Khai Xuân chúc anh không chơi 6 rồng 6 mết nhé. Line up phế lắm. Thực ra thì cũng có một vài cái niềm đam mê. Ví dụ như một cái niềm đam mê cũng cái line up cũng khá là lạ. Đấy chính là 6 rồng 6 mết. Nói thật với anh em là cái line up đấy thì chơi nó rất khó.
giai đoạn đầu tiên đầu game thì cũng phải rất là giữ máu rồi thì từng đồng mình bỏ ra từng đồng là mình phải suy nghĩ rất nhiều, phải rất là tính toán cẩn thận, chơi rất dễ toang ở cái lineup đó. Nên là khuyên các anh em là không nên chơi 6 rồng 6 mét. Đấy. Còn chơi để biểu diễn, để live stream thì đương nhiên là các anh em thích những cái live app lạ thì mình chơi thôi. Đấy. Thoải mái. Chơi cho anh em gọi là xem vui vẻ. Còn bây giờ các anh em cũng phải nhận thấy là đa số các cái streamer bây giờ là thường là sẽ chơi theo gọi là cái meta đấy, tức là bây giờ là chỉ có chăm chăm đi vào những cái bộ dạng như là Hunter là nhiều và Goblin thôi. Đó, mà mình thì mình cũng không thích chơi kiểu đấy, nó sẽ rất là nhàm. Nó sẽ rất là nhàm chán. Trong cái khoảng thời gian mà mình livestream thì mình có thể trao đổi với các anh em xem là chơi như nào cho hay, chơi như nào cho nó for fun. Để các anh em có thể có được những cái buổi giải trí. Ngoài những cái live up meta thì các anh em có thể giải trí bằng những cái live up khác. Mà cái bộ Hunter ấy, phải nói thật với các anh em là mình là có niềm đam mê với Hunter. Trước khi có cái meta này nó ra đời ấy, là nếu mà anh em, các anh em mà theo dõi mình đã lâu ấy, là chắc là cũng biết là riêng cái bộ Hunter ấy là mình cực kỳ chơi nhiều. Nhưng mà vì bây giờ có quá nhiều người chơi Hunter nên mình cảm thấy nó chán quá. Nó không còn gì hấp dẫn nữa. Nên là mình chơi bình thường là mình sẽ chơi những cái bộ khác. Để nó không nhàm chán, bởi vì bây giờ anh em xem đấy, các kênh xem kênh nào cũng thế, cũng chơi Hunter. Chơi nhiều là chán rồi. Bây giờ nó chỉ cần ra một con bom là mình sẽ up cấp nhá. Nếu ra bom thì sẽ chơi Goblin. Còn không ra thì chơi cái gì thì chơi. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Không mở được nhạc đâu nha anh em nhá. Livestream ở trên YouTube nó dính bản quyền nhiều lắm. Nên là anh em thích bài nào thì anh em cứ bảo mình nhá. Rồi mình gửi link cho các anh em tự bật tự nghe. Đấy, vừa bật nhạc, vừa nghe live, vừa xem livestream. Vui vẻ. Trứng luôn à. Mình chơi ở cái giai đoạn đầu ấy, mình cố gắng mình giữ máu ấy. Để ở cái giai đoạn giữa này, mình có thể thời gian là mình chuyển bài. Ở đây mình chưa biết chơi bài gì nha anh em nhá. Ở đây là mình có thể chơi mét này. Đấy, mình có thể chơi Goblin này. Đấy. Còn Hunter thì mình không chơi, mình không nói. Còn ở đây là mình có thể chơi mét, chơi Goblin. Hoặc là có thể chơi rồng nhá. Ở đây mình chưa biết chơi gì. Tạm thời là mình cứ để ở đây đã. Bật nhạc Trung Quốc, anh em có xem kênh của Zhe Quen không? Nhạc Trung Quốc vẫn bị bình thường. Vẫn bị dính bản quyền bình thường anh em ạ. Bài nào mà nó có bảo bản quyền thì nó vẫn dính thôi. Ra nhiều con này nhỉ? Ra nhiều con BH nhỉ? Nhờ meta này meta up cấp anh em ạ. Kệ nó. Đồ ở đây thì cũng cũng chưa có cái gì gọi là ngon cả. Có mỗi cái gậy xung kích này thôi. Gậy sét này là ngon thôi. Anh em thấy không? Cái meta này là anh em sẽ thấy cái biểu tượng này này, cái biểu tượng Aegis Seed này, cái biểu tượng Hunter này. Có rất nhiều. Ba người chơi. Ngoài ra thì Goblin. Ở đây máu mình vẫn nhiều, có thể giữ đến round thứ 26 cơ. Thoải mái đi. Đến round 26. Đến round 26 thì up 10. 66 này mình
Nếu mà mình chơi ấy, thường bây giờ mình sẽ giữ máu đến cái giai đoạn đầu game mình giữ máu này. Sau đấy đến giữa game thì mình sẽ để nó khoảng xuống khoảng 40 máu thì lúc đấy mình sẽ chọn xem là mình chơi bài gì. Bình thường là mình chơi như thế. Chứ mình lúc đầu mình cũng chả biết mình chơi bài gì. Đấy. Và thường thì nó sẽ giữ máu ở giai đoạn đầu nó sẽ rất hiệu quả. Giữ máu giai đoạn đầu rất hiệu quả nhé. Đến cái giai đoạn cuối, mặc dù là mình có hơi bị thọt nhưng mà mình level 10, mình chuyển bài mình lấy được những cái con 5 tiền. Mình không cần biết là mình chơi bài gì. Ví dụ ra con co là con bom này thì sẽ chơi là một là undead này cộng với bom. Hai là sẽ chơi goblin. Đó, anh em thấy không? Don't touch that button. I warned you. Đó, đến cái tầm này lại tìm lại goblin mà chơi thôi. Rất là đơn giản khi mà anh em có cái con co chính rồi nhá. Thì nó lại là đơn giản luôn. Bây giờ mà mình chỉ cần một con bom nữa là mình up lên phát là lên hai bom rồi. Trò chơi kết thúc. Gậy xung kích là có sẵn, ghép sẵn là để có thể chuyển bài rất nhanh. Ở đây là mết này, kết hợp với bom luôn. Đấy, thằng này full chưa full bộ Goblin luôn, vẫn chưa chắc là ăn được mình đâu nhá. Kể cả là có bom rồi nhá. Không, không, nó ăn được. Velom mạnh, đúng rồi. Velom thì vào một khạc thôi, chết một con. Nếu mà chơi kết hợp với cả 6m thì lại càng mạnh. Đấy, đến đến đây là đến level đến cái round thứ 26 là mình là roll tiếp để ra được con goblin rồi. Ở đây là có 1 2 3 con rồi. Vậy là thêm 2 con nữa là đủ. Trước anh livestream ở đâu? Trước thì anh cũng livestream ở trên trên YouTube thôi nhưng mà anh bị ban một thời gian. Ban một thời gian vì cái tội gọi là live stream giải đó. Bình luận cắt giải thế là bị ban mất 3 tháng. Bây giờ mới quay trở lại. Thôi không chơi phép anh em ạ. Có bom rồi chơi bom. RO ở nơi rồi này. I used to be a painter, then I took an arrow in the knee. Một mình chơi phép à? Máy bay này. Enemy sighted. Permission to engage. Timber! No life is left. Đấy đủ bộ rồi. Đây đủ bộ rồi. Thôi giải tán phép thôi. Mình bây giờ có 56 máu anh em hiểu không? 41 máu. Rồi ôi, vừa đủ luôn. Đủ bộ Goblin rồi. Bây giờ quá đơn giản thôi. Tầm này cho con này vào cho nó gọi là an tâm luôn này. Goblins love to talk shop. Ơ, thiếu con gì nhỉ? Mới có 5 con. Đây rồi. I wonder if my assistant would like being a suit of armor. Ok. Tí nữa ghép cái ở đây có cái RO này, thiếu một thứ thôi. Wow. Explosion. I'll never get a bigger bounty than kid. Fire in the hole. You dare to look me in the eye. Mình sẽ tập trung một chút nha anh em nhé. Mình sẽ không đọc kênh chat ở cái thời điểm này. No good, no evil. Vừa nãy mình đọc kênh chat nên là mình mất một con. Canvas. Death.
is at your door. Hên VL. Hên thì chơi nó phải hên chứ anh em. Chơi không hên thì thua à? Chơi không hên thì top 8 rồi. Chơi hên thì nó mới top 1 được chứ. Anh em cứ nghĩ là không hên mà được top 1 đấy. You know nothing about drawing. No good. Rôn tiếp rồi, tầm này rôn thôi. Only darkness. One secret to creating gold. The sell button is canvas. Launch Mark 11 armor. Wanna try Link get? Smells like death. Or is it just me? Sorry. Hello Trần Duy Đông. Chào Seto Duy, vừa được mở, thực ra mở lâu rồi nhưng mà trong năm ấy thì là mình chưa chơi được, mình bận. Bây giờ mình mới có thời gian chơi. Rất may là không ai chơi mết anh em ạ. À có một người chơi mết. Nhưng mà ở đây là Divility chứ không phải mết. Divility thì cũng không sợ lắm. Thôi chuẩn bị sẵn mê đủ ở đây thôi. Từ từ đã. Lộc. Cẩn thận thằng này thôi. Có chơi Wizard anh em ạ. Nhưng mà từ từ đã. Lấy mình mải đọc chat nên là mình bỏ qua một con. You tried turning it off and on again? The law of equipment exchange. Don't touch that button. I warned you. No good, no evil. Thôi, nhẹ nhàng tình cảm. Darkness. Thiếu một cái búa để ghép được cái BKB là xong. Trò chơi kết thúc. Anh em thấy chưa? Cái meta này nó dễ chơi không? Cái meta nó quá dễ chơi luôn ấy. Ngày xưa thì có kiểu eco xong rồi ghim tiền xong rồi thì là roll ở cái level 7 nhưng mà bây giờ nó chơi kiểu này, chơi kiểu up cấp giữ máu. Cứ giữ máu càng nhiều càng tốt đến cuối game rồi xoay. Ví dụ ra bom là ra cái con co của cái bộ goblin thì là chơi goblin. Còn nếu mà ra các cái con co của bộ mết hay bộ rồng chơi rồng luôn, chơi mết luôn. Tùy. Tầm này thì chơi goblin vô địch rồi còn gì nữa. Anh em công nhận không? Did you drift away again? Để con này ở đây để cho Grand Herald nó cướp vào cái con yếu nhất. Thế thôi, thằng này chơi 4 Undead này, 4 Aegisid, nhưng mà con cung này vẫn level 4 sao, vẫn cố, gọi là cố đấm ăn xôi. Chơi Aegisid. Anh em thấy không? Cái meta rất là nhàm chán luôn. 6 Hunter, 4 Aegisid. Nó rất là nhàm chán. Đi đâu thì Hunter. Đây cũng thế. Y hệt nhau luôn. Anh em nhìn này, y hệt nhau luôn. Chơi y hệt nhau luôn. Ui, mình vừa chết à? Gặp thằng nào đấy? Mình vừa bị thằng Lộc à? Lộc An à? Thế phải đánh an toàn rồi.
The ocean tide will guide us. Đánh an toàn anh em ạ. Đánh an toàn, thằng Lộc này nó vừa ăn mình nên là bây giờ phải đánh an toàn thôi. Cho Laga vào thôi. Chỉ cần một cái BKB là giải quyết được tất cả nữa mà. Thậm chí là bây giờ á, giải tán con này này, bây giờ mua Disruptor cho vào, mua Storm Shaman cho vào. Try electrotherapy. Máy bay khi giải tán cũng lên. RO luôn. Trò chơi kết thúc. Con này kéo xuống một ô. Bây giờ phải bán một con đi. Bom không lên được 3. Bán. Chỉ cần có cái con nó ngắt được cái chuối của bọn này là ăn thôi. Cái con ngắt được cái chuối của bọn này chính là con Medusa và con Thai. Nó chỉ cần không ra được cái skill liên tiếp thì là mình ăn. Ở đây mặc dù là nó đã có 3 diability rồi nhưng mà vì nó bị ngắt cái chuối skill. Máy bay ở khi không có slot anh em ạ. Bây giờ hết slot cho máy bay rồi. Hoặc là có thể bỏ vào thay cho Grim nhỉ. Đứng xa vỉa vào. Từ từ đã nhá, xem nào. Con này nó đứng ở cái vị trí này, mình xuống con này một ô. Grand Herald sẽ ăn cắp cái skill của con Velomancer hiệu quả hơn. Ok. Ước cao chính của mình nó đang là kinh, gần kinh 2 rồi anh em ạ. Nên là mình live stream mà mình chơi ước cao đấy thì mình toang ngay. Sắp top 100 đến nơi rồi. Nên là mình đang cố gắng là leo top 100. Cố gắng leo top 100 ở mùa 4. Nên là mình quyết định là mình sẽ chơi một ước cao khác để live stream. Cái ước cao này thì nó cũng không thấp đâu. Nó đang là, ở hiện tại nó là rook 3 rồi. Đây rồi. Thunderbolt not very effective. Con máy bay á. Không mạnh mà con này luôn. Hứa. Có Disruptor này vào cho vào này. Này, ăn mày không ăn hộ tao cái. Không tung được trưởng luôn. Thấy chưa? Anh em thấy không? Cái bọn God ấy. Cái bọn God ấy nó không có tuổi để ăn đâu. Đây này. Thấy không? Chết luôn, vô địch rồi. Top 1, rồi. Nói chung ý là chơi với bọn God nó rất là đơn giản. Vì bọn nó không có human anh em ạ. Nên là chỉ cần tìm được một con Disruptor cho vào thôi là trận đấu kết thúc. Đấy. Đơn giản thế thôi. Một phát là lên gần pháo đài, gọi là pháo đài 4 luôn. Hên đâu mà hên, rồi ôi, rõ ràng là hên như gì nữa. Hên như gì nữa, hên không hên mà top 1. Chơi bảo không hên thì nó sẽ phải là top 8 nhá. Thôi được rồi, bây giờ cút tầm cho anh em. Thì hôm nay đã nói rồi. Các anh em thì hôm nay mình có cái buổi đầu năm khai xuân. Thì lý do là